Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin chia sẻ thêm với các bạn đôi chút về tính cách của mình để cho các bạn hiểu mình hơn trong tương lai. Mình biết là thời gian rất là quý báu. Chúng ta có thể kiếm tiền nhưng mà không có thể lấy lại thời gian đã mất. Cho nên mình muốn khán giả của mình cảm thấy họ không lãng phí thời gian ngồi xem video của mình. Cho nên mình cố gắng làm những video có giá trị một cách tốt nhất. Có bạn yêu cầu mình làm clip kiểu chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, như video mình nói về việc là đừng bao giờ năn nỉ người khác. Thì thực sự mình cũng thích làm video như vậy, vì chí ít mình cũng đóng góp được một chút kinh nghiệm gì đó cho khán giả. Đó, cho nên trong tương lai mình sẽ ra thêm nhiều video dạng giống như là chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống mà mình đã từng trải qua. Chuyện thứ hai mình muốn nói đó là việc một số bạn nhờ mình kiểm tra giùm chai nước hoa họ mua có phải là giả hay là thật. Mình nói thẳng luôn là mình sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn những ai nhờ mình kiểm tra hàng giả hay hàng thật. Đó là chuyện giữa người bán và người mua, không có liên quan đến mình. Tốt nhất các bạn cứ vào cửa hàng uy tín mà mua, đừng có ham rẻ. Nếu ngay từ đầu các bạn mua hàng chính hãng thì sẽ không có trường hợp phải đi nhờ người này người kia check giùm. Nếu đã không tin tưởng người bán, nghi ngờ họ bán hàng giả, và tại sao ngay từ đầu các bạn không có vào cửa hàng uy tín mà mua? Tại sao ham rẻ rồi phải nơm nớp hồi hộp lo sợ hàng của mình có phải là giả hay không? Đó, đã bỏ tiền ra mua mà còn lo sợ hàng giả, vậy có đáng hay không? Đó, cho nên mình hỏi mình cũng vô ích thôi, mình sẽ không bao giờ trả lời. Chuyện thứ ba đó là mình chia sẻ cho vui thôi. Thì có bạn bình luận nói là mình xài hàng giả. Nói chung á, trước giờ mình không có thích sân si với người xem. Nhiều người họ thường viết một đoạn văn dài trên Facebook để ăn thua đủ với người mà có ý kiến trái chiều với mình. Mình thấy không có đáng. Đó. Thì mình đã từng nói là chai nước hoa Creed Aventus 17T01 là chai nước hoa niche đầu tiên mà mình mua vào năm 2017. Thì đây là cái hóa đơn mà mình kiếm được cho các bạn xem là chai Creed Aventus mình mua hồi tháng 11 năm 2017. Lúc đó nó có khuyến mãi giảm $50, cho nên mình quyết định mua luôn. Và đây là chai nước hoa mắc nhất từ trước đến giờ mình mua. Hồi trước mình xài Abercrombie & Fitch Fierce, lúc đó mình mua khoảng chừng có 7 mấy đồng xài cả năm chưa hết luôn. Thực sự mà nói là mình cũng không ngờ là có một ngày mình dám bỏ 400 để mua chai Aventus. Thú thực với các bạn là mình cũng không có khá giả gì, lương chỉ đủ sống qua ngày thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích một món gì đó thì mình cố gắng để dành tiền để mà mua. Chứ mình không có ham rẻ mua hàng cho nổi. Đó là lý do mình không có lâm vào hoàn cảnh giống như các bạn ở trên, là lúc nào cũng lo lắng hồi hộp, sợ phải mua hàng giả. Đó, đơn giản vì mình mua để mình xài chứ không phải là mình mua để mình bán, nên nếu mà mình có tiền thì mình mua, còn không có thì thôi. Mình không có bao giờ mình thích mua hàng giả như thế. Điều tiếp theo mình muốn đề cập đó là có hai điều nhưng mà mình gặp chung lại là một. Đó là có bạn yêu cầu mình làm chương trình tặng quà giveaway, còn bạn kia thì góp ý mình nên nhận donation, có nghĩa là quyên góp. Mình sẽ nói thật là giveaway thì có thể trong tương lai mình sẽ làm, còn donation thì mình sẽ không nhận. Để mình giải thích cho các bạn hiểu ý của mình. Trong suy nghĩ của mình á, thì khi mà nói tới quyên góp hay donation thì nó có hai cách suy nghĩ, là kiểu ta và kiểu Tây. Đối với kiểu Tây á, thì việc khi xem livestream hoặc video đặc biệt ở trên mấy cái website như Patreon á, sau đó họ donate thì không có gì là mới lạ. Đó là cách để khán giả họ ủng hộ tác giả, để tác giả có điều kiện để phát triển channel. Còn kiểu ta là khi mà nghĩ tới mà quyên góp hay donation á, thì thường người ta nghĩ tới những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình mà họ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, rồi xong cả nước chung tay để đóng góp, để giúp đỡ cho những ai không may, họ có điều kiện quay trở lại cuộc sống bình thường. Thì bản thân của mình á, không có thuộc trường hợp đó. Mình vẫn có công ăn việc làm bình thường, thì lấy lý do gì để mình nhận donation của các bạn? Đó. Mình biết là bạn đó có nhà ý tốt muốn giúp channel của mình phát triển, nhưng bản thân của mình nghĩ á, mình chả có làm gì to tát cho các bạn hết á. Mình chỉ quay video chia sẻ những gì mình biết được với mục đích giải trí thôi, chứ mình không có đóng góp gì lớn lao, nên cái việc mà nhận donation á, mình cảm thấy không có xứng đáng cho lắm. Nếu mà các bạn thực sự muốn ủng hộ channel của mình á, thì có một cách. Đó là các bạn ủng hộ cô Christina. Đã biết, các bạn biết sao? Là tại vì khi mà các bạn mua hàng của cô Christina,
lúc đó mình mới xin sample được. Đó thì lúc đó mình mới xin sample để mình review cho các bạn xem được. Thì đó là cách tốt nhất mà mình thấy là vẹn toàn cho tất cả mọi người. Đó là các bạn vừa có hàng chính hãng uy tín, vừa được tặng kèm thêm sample. Cô Christina cô sẽ tặng cho các bạn sample. Rồi đó, xong cô Christina thì cô được doanh thu. Đó, còn mình thì mình có sample miễn phí để mình review cho các bạn. Coi như là vui cả làng đúng không? Tốt hơn là việc donation. Thì các bạn thấy donation thì nó chỉ có lợi cho người nhận thôi, còn khán giả thì đâu có được gì đâu. Lâu lâu người ta có thể dùng cái tiền donation đó để họ mua, xong cái họ làm giveaway. Đó. Nhưng mà thử hỏi bao nhiêu người trúng giải. Đó, cho nên trước mình cũng có làm giveaway nhưng mà mỗi lần làm thì nó hơi cực, cho nên tạm thời mình không có thời gian làm. Tóm lại là mình không muốn nhận donation của ai hết, mình chỉ làm trong khả năng của mình thôi. Nếu các bạn yêu mến mình, muốn ủng hộ channel của mình phát triển á, thì các bạn cứ việc mua hàng của cô Christina để mình có thêm sample để mình review cho các bạn xem. Chứ mình không muốn nhận tiền mồ hôi nước mắt của các bạn mà mình không làm gì được cho các bạn. Đó. Thêm một cái điều nữa là có bạn khi bình luận trên YouTube á, là mình lên làm giống channel này giống channel kia. Thật sự mình không hiểu nổi là tại sao lại phải đi bắt chước người khác. Ba mẹ bỏ tiền cho ăn học mười mấy năm trời, không lẽ uổng phí hay sao? Không lẽ tệ đến độ mà đứng bằng hai chân không được mà phải đi bắt chước người khác. Nói thật luôn á, là tính mình từ nhỏ tới lớn á, là mình muốn làm theo ý mình ha. Mình không muốn bắt chước ai hết. Vì mình có cái tôi rất là lớn. Mình tôn trọng bản thân của mình. Cho dù mình không bằng người ta, nhưng ít ra mình có ý tưởng riêng của mình. Đó. Mình không biết bạn đã suy nghĩ như sao, chứ bản thân của mình cảm thấy bắt chước nó rất là mệt. Vì như vậy á, là coi như là tự nhiên mình bỏ mình vào cái thế bị động. Có nghĩa là mình cứ ngồi đợi người ta có gì hay xong cái mình bắt chước theo. Cũng như việc các bạn xem một số chương trình tuyển lựa ca sĩ á, thí sinh đi thi mà hết bắt chước giọng của Đan Nguyên, xong rồi tới bắt chước giọng của Quang Lê. Thử hỏi nếu mà 10 người đi thi mà hết 6 người đi bắt chước giọng hát của ca sĩ đi trước rồi thì tuyển ca sĩ để làm gì nữa? Các bạn có muốn nghe Đan Nguyên hát hay là các bạn muốn nghe cái người bắt chước Đan Nguyên hát, đúng không? Dĩ nhiên là người ta chọn Đan Nguyên rồi, đâu có ai mà chọn cái người bắt chước đâu, đúng không? Thì những người mà có suy nghĩ mà phải đi bắt chước người này người kia thì cuộc đời họ chỉ quanh quẩn ở một số chỗ đó thôi, chứ họ không có đi xa hơn được, vì bản thân của họ không có tin vào chính mình. Đó, bản thân của họ mà không tin họ thì sao mà ai tin họ? Thì họ không có chịu động não suy nghĩ để có ý tưởng mới cho riêng mình, mà suốt ngày cứ chỉ biết đi bắt chước người khác thôi. Đó. Cho dù thực sự mới nói là cho dù mấy cái channel khác nó có hơn mình hơn 100.000, 1 triệu subscriber thì thực sự mình không có quan tâm. Nói chung là mình chỉ là mình thôi, mình không có muốn bắt chước người khác. Đó là do các bạn có Rich Trạng Nguyễn của Review Nước Hoa, đúng không? Các bạn yêu mến mình vì phong cách riêng của mình. Đó, mình muốn khán giả khi mà xem video của mình họ có những xét giống như là cái ông này lạ ta, chụp cái video này lạ ta. Đó là những gì mình muốn. Mình muốn là họ, mấy khán giả khi mà xem, công nhận mình là mình, chứ không phải là ông Rich Trạng Nguyễn này, ông bắt chước người này người kia. Đó, mình không muốn nghe những lời đó. Ai cũng có lòng tự trọng của mình. Phải tự mình đứng lên, phải tự mình có ý kiến riêng của mình, chứ tại sao mà phải suốt ngày đi bắt chước người khác, đúng không? Đó. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này, để hy vọng trong tương lai các bạn hiểu mình hơn. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.